Đây là phòng các cháu lớn. Nếu ăn cơm mà gặp thằng già ngủ thì không ai ăn cơm. Tôm đâu rồi? Anh tôm mày. Tôm nè. Này bé hồ. Anh đang tưởng. Anh đang tưởng. Dậy đi. Một con vịt nha. Béo ơi. Béo. Anh này không có xương sống. Hà Hồng ơi, ra đây. Hà Hồng, ra đây mẹ, ra đây. Trường Giang, ra đây. À, Singapore là cô này, cô đi bán vé số. Xong cô ấy đi ngủ với ông Singapore là một đêm 200.000. Thế xong ông này làm công nhân mà. Thế là có bầu, nhưng cô có chồng rồi. Cô không nuôi được, cô bỏ. Đây là, thằng này là gốc Singapore. Bà đi bán vé số nhưng bà có chồng rồi. Singapore nhưng mà đi sang đây làm công nhân, làm công ty ở đây này. Thế đặt tên nó là Singapore. Để mai mốt ông Singapore ông có tìm lại không? Singapore. Ê, quảnh nhanh lắm. Singapore ra đây. Ôi, cái người rồi đấy. Đùa thôi. Không khóa rồi. Ôi mẹ bận mà đùa thế thôi mẹ bận lắm, mẹ đang nhiều việc. Đời quá. Bạn nào bế bé quầy tí nó khóc. Bé quầy này bế này, bế em tí em khóc. Em đang thấy đông người quầy. Bây giờ con có một tấm bảng cho cô ở dưới. Ở đây luôn. Ở đây luôn hả? Trông em này. Bế em lên đi. Bế em lên đi. Béo ơi. Con bé béo ra kia xong con bé quay lại đi. Cạnh bé kìa. Ôi bé qua đây. Bé qua đây. Bé béo qua đây. Bé qua đây. Mình bắt đầu lên con đây qua đây đây cô sang rồi.